Đội hình này là đội hình ai sợ thì đi về, nhưng mà nguyên team đi về hết. Hôm nay là tôi sẽ tiếp tục review cái mùa BLD cho mọi người ấy nhá. Không thể thiếu được Vinny đúng không? Mùa BLD không thể thiếu được Vinny. Rồi, mở phát Vinny. Vinny. Ép nó nhà cho cái cúp cô đơn lại không giữ kho điểm. Mà để West Ham nó đổ hết xuống sông xuống biển mà. Dùng như phá. Chứ nó chỉ biết nó thôi. Bọn West Ham ấy chỉ biết đến mình thôi, không bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người khác. Không bao giờ quan tâm đến là còn bao nhiêu đội còn chưa được gặp MU. Nó chỉ biết dùng xong là nó thôi thôi. Có Vinny mà bây giờ không có Rory nó có phải là một cái ấy không? Có Vinny mà không có Rory thì có phải là thiếu sót không? Làm tí ấy nhau. Làm tí gọi là Rory. Review luôn cả hai. Trông mày sinh năm bao nhiêu để em? Đừng hỏi tuổi phụ nữ anh. Vinny giá ảo điên tại vì nó ngon hả? À. Ui, con Vinny trong game này. Con Vinny trong game này ngon à. Rất nhanh, rất khôn. Nhanh, khôn, khéo. Thề. Có thể là mọi người sẽ không thích Vinny nhưng mà con Vinny ở trong game này không thể chê được. Cái mùa 2-3 UCL tôi nghĩ là cũng là một trong những mùa ngon nhất của Vinny đấy. Rồi, có Rodri rồi. Rodri. Có Vinny, có Rodri rồi. Giờ khả năng là ra xếp luôn đội hình. Ra xếp đội hình đã, còn một thẻ nữa mọi người muốn là ai? Chaser đã lau nước mắt cho châu mè bằng tờ 10.000. Hà Lan mê thành phố, Ngạn lại dành cả trái tim cho làng Đo Đo. Hà Lan thích cuộc sống thực tế, Ngạn lại lãng mạn. Hà Lan sống ở hiện tại và hướng về tương lai, Ngạn thì đắm chìm trong quá khứ. Hà Lan đuổi theo quả bóng vàng, còn Ngạn thì như MU anh xin hai lần nhé em. Cày thế à, ok, anh Chaser xin Hà Lan. Làm tí Hà Lan nhá. Không có pháo bông, ok. À nhưng không có lửa, ok. Bailey. Rồi, mình làm một phát. Đây, Hà Lan. Hà Lan thì đuổi theo quả bóng vàng. Còn Ngạn thì là ngày châu mè trở về nhà tiêu ăn giải gì à? Đang chung kết thế giới à mọi người? Hôm nay tôi cũng có một cái lời mời đi làm MC ở một view party. Tuy nhiên là tôi cũng không đi và tôi đã chọn... Ủa con này giá cao đấy. Tôi đã chọn ở nhà để live stream cùng với mọi người. Có đôi bạn thân trong bóng đá Lionel Messi và Luis Suarez, Ronaldo và Marcel vân vân, nhưng chúng ta nói đến MC và Ryan không thể quên được đôi bạn thân Củ Tỏi và anh Trung Kevin với huyền thoại Con Thầy Vợ Bạn Em Xin Anh Trung. Em xin anh Trung thôi thì đỡ đi, bây giờ em xin anh Trung thì chúng ta lấy anh Trung. Anh Trung trong mình có đây có mùa nào? Cay thế nhở? Ủa mấy quả donate cay thế nhở? Cái gì? Trong có những cặp bạn thân đó là Ronaldo và Marcelo, đó là Messi và Suarez. Vậy thì không thể nào không kể đến đôi bạn thân Củ Tỏi và Kevin De Bruyne. CNN, nếu Euro vừa rồi Cổn Nam lừa đưa De Tea anh đến chức vô địch Euro thì cậu bé đã được quả bóng vàng. Vì vậy một giót tri ân cho quả bóng đồng là điều khỏi bàn cãi em mè ơi. Xúc quả beo này. Xúc quả beo này rác nhá. Xúc quả beo này không rác đâu. Được ấy, đá được. Xúc luôn. Không hề phí tiền. Alibaba và 40 tên cướp, sau này Alibaba đổi tên thành Alaba dịch theo ngôn ngữ loài mòe. Và anh gặp tên cướp thứ 41 tên châu mòe. Ok rồi, Alibaba gặp quả tên cướp Alaba đúng không? Ê, bây giờ như này đi. Bây giờ như này. Nếu mà như này thì sao? Bây giờ tôi đổi quả mini face. Ê, bây giờ tôi đổi quả. Cũng như tôi xem một clip, tôi để quả mini face xong rồi tôi để cho tất cả mọi người vỗ tay cho cái quả bóng vàng của Rodri thì sao? Thế được không? Nhờn, bây giờ ra đây. Chaser đã lau nước mắt cho châu mè bằng tờ 10.000. Em châu mè ơi, nãy bạn nào chê Rudiger của anh mà đòi thay bằng Desailly thì em cho họ thấy trung vệ hay nhất thế giới đi em. Trung vệ hay nhất thế giới khả năng Messi cho nhót nha. Ok, Rudiger khả năng Messi cho nhót tại vì không có ảnh vỗ tay. Nhờn, Messi nhót. Bây giờ tôi sẽ tìm những quả ảnh, những cầu thủ có ảnh vỗ tay. Nhót luôn.
Tôi cho cả Vinny vỗ tay cho ấy luôn. Tôi cho cả Vinny vỗ tay cho... Đây rồi, anh Liêm vỗ tay cho chiến thắng của... Lấy cái này đi, từ từ, lấy cái này. Cái này. Rồi. Nhờn. Đây rồi. Vỗ tay như này cũng được đúng không? Vỗ tay như này cũng được. Rồi, Vin vỗ tay. Tôi cho tất cả xung quanh vỗ tay cho Dodri luôn. Đây rồi. Quan trọng là nó rẻ à? Rồi, lấy một con Rudiger nhá. Trong cái đống thẻ của tôi có con nào lấy được Rudiger không nhỉ? Mùa này đi, không ảo đâu. Không ảo đâu. Điều phôi khiển giác. Ui. Không sao, điều phôi khiển giác. Rudiger có ảnh vỗ tay không? Ui, thật tinh cơ. Đây. Đẹp luôn, đẹp luôn. Lấy hình này luôn. Từ từ ra chuyện chị xúc quả Militao này. Rồi. Alaba hả? Alaba. Alibaba. Roderick kiến tạo Vini hai người ôm nhau cộng 50k nhé cô Châu. Xong rồi, thôi đây rồi. Ok nha. Rodri kiến tạo Vini ghi bàn cộng 50. Đây luôn, Avatar vỗ tay luôn. Đủ chưa nhở, đủ team chưa nhở? Một vé cho người đá John Stone em mẹ ơi. John Stone. John Stone mùa nào, mùa này. Không hề ảo, không hề ảo. Đây luôn, đây luôn. Đây, hay là hôn gió. Nụ hôn của thần chết. Như lời anh Cảm đã nói, nụ hôn của thần chết. Đây. Rồi. Đây, củ tỏi, có thêm hình vỗ tay. Rồi. Sau đây là đội hình. Đây. Vỗ tay cho quả bóng vàng của Rodri. Một nụ hôn thần chết được gửi đến Vinny. Đây rồi, chút nữa thôi sẽ có Rodri truyền, Vinny ghi bàn. Ok, test thử luôn đội hình này. Đội hình vỗ tay. Full đội hình vỗ tay. Thực ra đội hình này tôi cũng đã kích được thêm cái team color Man City và Real. Đâu rồi? Đừng trêu anh tôi. Phải để Rodri ở trung tâm á, không tôi để cái tôi để Vinny ở dưới để Rodri ở trên để Rodri kiểu đang Vinny đang như này này. Ai là GOAT? Ai được quả bóng vàng? Đấy, nó kiểu thế. Còn tên này lại không vui đâu mà. Không thể vui trong lòng. Ok, đá cho vui nhá. Đá vào cho vui nhá. Chaser đã lau nước mắt cho Châu Mè bằng tờ 10.000. Đội hình này là đội hình ai sợ thì đi về, nhưng mà nguyên team đi về hết. Nguyên team đi về hết. Có ai đến dự quả bóng vàng nhỉ? Hình như từ. Check lại quả này bác. Để xem là ký nó cái này đâu. Xong rồi check xem là cái team này có ai đến. Ờ, không dự. À, có Haaland đến dự. Haaland đến dự là nguyên team Real Madrid. Có Vinny, có Militao, củ tỏi, Rudiger, Alaba, Bellingham là không đến dự quả bóng vàng. Anh Bảy không đến dự. Nói chung là chỉ có mỗi Joe Stone và Haaland là đến tham dự quả bóng vàng thôi. Rồi, ok. Đội hình của tôi là đội hình vỗ tay. Luôn. Ủa hôm nay cô Châu bận nhờ em gái lai hộ à? Trông lạ quá. Em nhớ nhà tai em là Châu Cún, em gái của chị Châu Mè ạ. Hello anh, hello mọi người nha. Ngày mai thì chị Châu Mè sẽ trở lại thôi. Mình là Châu Cún nha. Ngày 6 đánh rơi 3 điểm chán quá chị. Pháo thua chứ không phải đánh rơi 3 điểm đâu. Tức là bây giờ mình phải nói là như thế này. Nếu như mà pháo kiểu dẫn trước đi, xong rồi Châu Cún. Hôm nay ví dụ như là kiểu pháo dẫn trước đi, xong rồi đến bị gỡ hòa vào những phút cuối thì mình mới gọi là đánh rơi 3 điểm. Đây pháo thua mà. Pháo thua 0-1 mà, đâu có gọi đánh rơi 3 điểm. Nói đúng là pháo đã thi đấu một trận bạc nhược. Cẩn thận anh Hải xấy vào đấy là sao? Anh Hải nào? Cái
chơi cũng đang biết. Anh Ngọc hỏi bạn cô chị ai á, mà ở đây đâu ấy, mà có thấy đây đâu, mà ở đây không thấy đâu. Ngọc hỏi nếu như bạn đang xem stream của tôi, hãy cho tôi một tín hiệu. MC cũng đang thua 1-0 mà. Nhưng cái số đẹp quá hay. Thắng 2 đội London trong một tuần. Thắng London, thắng Chelsea tuần trước là thắng Chelsea 2 thôi. Chelsea tuần trước là giữa tuần là Arsenal là Newcastle thắng cái đội Chelsea ấy thôi. Thắng cái đội Chelsea. Thắng cái đội Chelsea số 2 thôi. Chaser đã lau nước mắt cho châu mè bằng tờ 10.000. Các cụ có câu nói nhiều mất hay, nhưng mà có cậu nói nhiều mất dậy với mất quả bóng vàng mặt cười. Nói nhiều. Không, mất làm sao được. Làm sao? Vinny sẽ cố gắng gấp 10 lần để chứng minh cho chúng ta thấy rằng Vinny xứng đáng với quả bóng vàng. Sao bị tin cho em tận 2.000 mắt mà người khác có mấy chục mắt là thế nào chị nhỉ? Ôi, chị chào bảo bé bỏng nha, chị cũng không hiểu luôn. Ai Vinicius, ai Vinicius, ai Vinicius, lại còn đá dưới nữa. Nghĩ mà. Đổi chỗ cho đàng hoàng lại nha. Đổi chỗ đàng hoàng lại nha. Thế bên kia là khó khăn với nhau đấy. Vẫn hình trông khỏe đấy chứ. Kepa luôn mà. Bắt thầy Kepa đội hình trông được đấy chứ. Ok. Kéo chưa. Như này mà không được quả bóng vàng. Đấy, Vinny sai để có Rory sửa. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nha. Rồi, kéo Rory kiến tạo ghi bàn đây rồi. Hôm qua là cô mè mở. Hôm nay là châu cún mở. Hôm qua là châu mè mở nha. Hôm nay châu cún mở. Khả năng đỏ hơn. Giá vào hôm nay của ai được sự kiện thì nó đã cầm nổ đấy. Đối căng chị là đối căng quá. Mày bán chuyên nhập của đối căng vậy. Open up your eyes. Ngày sao? Ngày sao? Không.